Dạ, xin chào cả cô anh chị, mình quay trở lại kênh ha. Thì đầu tiên là sáng hôm nay là cũng chúc anh chị mình buổi sáng cuối tuần nhiều sức khỏe nha. Trong sáng hôm nay thì con cũng lên một cái ít cái hàng mai giống, có mai chơi Tết, có mai giống cho cô anh chị mình lấy bo ghép cũng được luôn ha. Combo đầu tiên thì con lên cô anh chị mình là combo gồm 4 cây. Ở đây có mặt bông nhị ngọc toàn lá cẩm thạch cho cô anh chị mình thấy luôn đây. Nhị ngọc toàn lá cẩm thạch nha cô anh chị. Cánh thì nó hơi trắng, cái sọc giữa nó thì hơi ngà ngà vậy thôi, bông thì nó y chang vậy, loại lá hay lá cẩm thạch cũng rất là đẹp luôn. Combo này thì gồm có hai cây nhị ngọc toàn lá cẩm thạch và hai cây siêu bông mình lại ha. Đấy, 4 cây như thế này là 200k bao ship của anh chị mình luôn. Nhưng mà mình không thích loại này thì mình lấy 4 cây cẩm thạch, con cũng vẫn gửi 4 cây bình lợi cũng được luôn. Sài Gòn lá lớn lá nhỏ gì đủ hết ha. Này là mã số 81 hay con anh chị, mã số 81. Coi cho anh chị mình xem, 4 cây 200k bao ship ha. Giờ cái kế tiếp mã số 82. 82 này là con lên một cây cúc cam nha. Cúc cam mà dạng lớn mà gốc đế đẹp, chậu này chậu 4 tấc, cái tán nó cả mét được nha con anh chị. Đây cho anh chị mình thấy ha, cây tàn nhánh nó rồi sum xuê, tai tàn đều luôn. Cúc cam mà chăm ra cỡ vậy là cũng khó lắm nha anh chị, giống như bạch mai vậy đó. Nó thì nó mảnh khảnh, cành nhánh nó không có được mập như người ta. Ghép thì nó cũng già mùa, hai mùa nó cái cành nó cực ba lớn vậy nè. Có anh chị mình xem này, nhánh ra tia tia nhỏ nhỏ không à. Cái này hoành không có lớn nha anh chị, cái này bụ đế nó giữ thôi chứ cái hoành trên đây nhỏ xíu à. Do là con ghép dáng trực tàn thông á, mấy cây này thì nó đẹp nha. Ghép 2 nè, 4, 5, 6, 9 bo thôi nha. Mấy cây này thì mình ghép vừa phải, tàn nhánh nó bự lắm nha anh chị, cây với nó cũng già mùa. Cúc ca mà ôm nụ kim xương xương vậy là có anh chị mình thấy là nó đạt đó. À, lên thông số chiều hoành cho anh chị mình xem. Cây bự thì có anh chị mình thông cảm giùm con, quay nó hơi dài nha. Hoành thì 14 thôi. Mà cây này thì củ đế nó giữ ha, tai tàn đều. Chiều cao là 80. Tán ngang thì khoảng gần 95 thôi nha anh chị. Đây có anh chị mình thấy ha, một cây cúc cam tàn nhánh nó sum xuê, cây bùm sùm đẹp luôn. Cây này giá là 1,8 triệu bao ship của anh chị mình ha. Và cây kế tiếp là số 83. 83 này là con lên của anh chị mình cái cây siêu bông mình lợi nha. Hàng củ đế nó cũng khá là đẹp á. Nè, có anh chị mình thấy có thành hình đồ luôn ha. Đây. Rồi con anh chị mình xem cái chiều hoành, tàn nhánh thì nó cũng được nha anh chị, tại mấy cái nhánh này con chưa có rẽ ra nhìn nó khéo hơn. Lên thông số của anh chị mình luôn, này bình lợi ha, hoành thì khoảng 9, chiều cao khoảng 35. Cây này thì giá là 160 bao ship của anh chị mình ha, một cái siêu bông mình lợi mã số 83. Kế tiếp mã số 84 này con lên của anh chị mình cây tân châu bảy tạo nha. Cây tân châu bảy tạo này thì con ghép 4 bo lên thì nó bo nó cũng khá nha anh chị, ghép toàn ghép chột không à, nên mấy cái này thì ship nó dễ đơn giản thôi anh chị. Với cây nó mạnh nó sung nữa, chậu rồi chậu đang vô chậu 2,5 tấc nha. Cây này hiệu hoành nó khoảng xém 13 thôi chứ nó không bự không. Chiều cao cây này thì nó khoảng 30 thôi nha anh chị. Rồi cây này giá là 400k bao ship của anh chị mình ha, tân châu bảy tạo ghép 4 bo. Dạ, cây kế tiếp là số 84. 84 ha, cái này là con lên của anh chị mình là cây bạch mai tân tân, cây con cũng sửa ra dáng ra phơm mà nha cô anh chị, tai tàn đều sửa rồi nha. Cây này thì nó cũng ôm nụ kim khá khá rồi cô anh chị, củ đế thì nó cũng khá là đẹp này cô anh chị mình xem nè, tại nãy là con không có dạch lên đó. Bạch mai tân tân ha, hàng này thì ra thành phẩm của anh chị mình chỉ có về mình vô nụ thì mình chơi tết thôi. Hoành thì khoảng quay gần của anh chị mình xem nè, chưa được 15, yếu 15 tí xíu. Chiều cao 48. Tán ngang khoảng gần 50 nha của anh chị. Phụ đế thì cây nó khá là đẹp ha, quay xa của anh chị mình xem cái cây. Cây này 450 bao ship của anh chị mình ha, cây bạch mai tân tân. Và cây kế tiếp là mã số 85, 85 cũng bạch mai tân tân luôn, thì trang vậy luôn nha của anh chị. Cây là con cũng sửa ra thành phẩm rồi của anh chị mình thấy nè. Cây này thì cái tán nó rộng hơn, nhưng mà có một cái là cái bộ đế nó không bằng ha. Tùy theo của anh chị mình thích chơi cỡ nào thôi, thích tán nhiều
bông nhiều, cái tàn rộng hay là cái đế đẹp mà mình để không gian nhỏ. Cái đó mình tùy theo cái sở thích mình lựa chọn của mình ha. Cái này hoành cũng khoảng 15, chiều cao 55, tán ngang thì cũng khoảng 53-54 thôi nha các anh chị. Cây này củ đế nó cũng khá ha, nhưng mà không bằng cây này nãy. Cây này thì giá là 420 thôi. Đấy, đế nó không bằng thì nó rẻ hơn. Cây này 420 bao ship ha. Và mà 86 vẫn như ý. Tàn nhánh sân xê, sữa vô dây rồi. Cây này chỉ chích dưỡng nụ vô là có anh chị mình có bông chơi được Tết ha. Dẫu như ý nha con anh chị. 86. Cây này thì hoành nó khoảng 12 mấy chứ chưa được 13 đâu, tại nó hơi cấn chỗ này. Chiều cao 42. Tán ngang 33. Cây này 250 bao ship của anh chị mình luôn, mã 686. Dẫu như ý. Giờ cái tiếp mã số 87. 87 siêu bông bình lợi mà dạng thằng thông hả con anh chị. Dạng dáng trực tầng thông. Cho các anh chị mình thấy đây, bộ đế đây ha. Cây rất là đẹp nha. Này bình lợi ha. Cây này thì gốc nó bự hơn cây cúc cam nãy. Gốc nó to hơn, chậu này tới chậu 4 rồi nha anh chị, nhưng mà bệ nó rất dữ nha. Cây thì ghép nó cũng được giáp năm rồi. Vành 22. Chiều cao gần 80. Tán ngang thì cũng 67, 68, 68 như của anh chị. Tán ngang 68. Rồi, cây siêu bông mình lại. Cây này giá là 1,2 triệu bao ship của anh chị mình ha. Giờ cây kế tới tiếp tục mà số 88. 88 cũng y chang vậy luôn nha của anh chị. Cũng cây siêu bông mình lại ghép tàng thông luôn. Cây đã chỉnh sửa nụ kim ôm nhiều ha. Cây chang vậy luôn. Bệ đế thì cũng cỡ vậy thôi, nhưng mà cái này thì cái bệ nó tròn, nó đều hơn. Còn cây nãy thì nó vô nó một bên nó để nó giữ, một bên thì nó hơi lép một chút xíu. Cây này hoành nó nhỏ hơn nha các anh chị, hoành nhỏ hơn chút thôi. Nhưng mà cây thì bệ đế nó đẹp hơn, nó đều hơn. Cây này hoành cũng khoảng 20. Chiều cao 72. Cây này con sữa ra tàn thì nó đẹp hơn á, nó tròn hơn, con cắt gọn hơn ha. Tán ngang khoảng 60. Rồi, đó của anh chị mình xem luôn. Rồi, cây này cũng giá 1,2 triệu bao ship của anh chị mình luôn ha, cũng siêu bông mình lại mã 688. Giờ cây kế tiếp mã số 89. 89 này là con lên cây siêu bông Sài Gòn nha anh chị. Cây này thì ghép dáng lùng chứ không phải dáng cao, nhưng mà cái tán nó hơi bay ha. Về của anh chị mình sửa ra dáng bay cho nó nằm tí xíu á là được. Tại vì cây này nè, cái dáng nó nghiêng nè, của anh chị mình có thể bầu cho nó nghiêng, nó nằm nghiêng ra chút xíu, nó dạt tí xíu, cái tán bên đây nó dè ra thì mình sửa ra thành cái dáng bay nó hơi đổ xuống của anh chị thì nó đẹp hơn ha. Cây này thì con kiểu nhưng mà để hình thú nó cho mà hình thú mà nó dẫn đầu lên, còn mà có anh chị mình thích sửa dáng bay thì cho nó nằm nghiêng tí xíu. Tại mấy cây này thì nó dễ sửa ha, tại vì có cái thế đế là nó kéo qua bên đây, nó kéo dài bên đây thì mình sửa thế được, rồi mình vô cái chậu kiểu thì nó khéo hơn. Này cây siêu bông Sài Gòn nha các anh chị, mà số 89 ha. Cây này hoành 16 ha. Chiều cao 67. Tán ngang 70 nha các anh chị. Tán ngang 70 ha. Là cái tán ngang là từ bên đây nè, qua tới bên đây là 70. Tán nó rộng hơn cái tàn nữa nha, cái chiều cao nữa. Rồi, cây này thì giá là 700k nha, 700k bao ship của anh chị mình luôn, mã số 89 siêu bông Sài Gòn. Cây kế tiếp mã số 90. Số 90 này là con lên của anh chị mình, cây kim ngân lượng, hàng đế bonsai rất là đẹp nha. Sửa rồi nha anh chị, nói chung là hàng sửa rồi để mình sửa đế thôi chứ không phải sửa tàn nha. Vô dây lại năm sau này mới chơi mới được nha, chứ năm nay thì của anh chị mình chưa có chơi bông được cây này nha.
có cái chậu kiểu vô nó khéo hơn. Không hồi vài bữa thì con cũng kiếm cái chậu kiểu con vô cho nó đẹp ha. Rồi, cái kim ngân lượng, cây này thì hoành nó hơn 10-11 thôi nha con anh chị, chứ nó không có to không. Nhưng mà củ đế rất đẹp, tai tàn vậy nè. Mà số 90 cây kim ngân lượng này giá là 400 bao ship ha. Đá dáng như đế nôm hình thú vậy nha con anh chị, rất là đẹp ha. Chiều qua mã 91. Mã 91 này là con lên con anh chị mình cây cúc kem. Hàng dáng lắc lượng đế nó cũng đẹp nguyên cái u nha. Chậu này chậu 4 tấc, cây thì rất là lớn nha con anh chị. Tàn nhánh thì nó cũng đều. Lên con anh chị mình xem luôn. Tại bên đây là con có hai ba cây cúc kem này, bên đây cây cũng cây cúc kem luôn nè. Cây này cũng cúc kem luôn. Cây này ôm nụ nhiều rồi nha con anh chị, ôm nụ nhiều rồi. Đo thông số hoành cho anh chị mình xem luôn ha. Cây rất là bự, rất là đẹp nha con anh chị. Cúc kem. Ai thích chờ thân lắc lượng cúc kem này, hoành 16. Chiều cao 82. Tán ngang 55 nha con anh chị. Rồi, cây cúc kem này thì báo giá của anh chị mình luôn ha. Là 1 triệu 2 bao ship của anh chị mình luôn ha. Nụ nó búp búp nhiều, nhưng mà con đang tưới dưỡng nụ vô thêm nha con anh chị. Để cho nụ nó ôm lại, mấy cái này thì nó nở rồi nó sẽ ôm lại cho anh chị mình luôn. Và mã số 91, cúc kem 1,2 triệu bao ship, chiều cao tới 8 mấy đựng ha. Và cây kế tiếp mã số 92. 92 này là con lên con anh chị mình một cây nhị ngọc toàn hình thú nha. Chậu này là chậu 4 nè con anh chị. Thấy cái chậu xấu xấu vậy, nhỏ nhỏ vậy chứ nó chậu 4 tấc chiều ngang đó con anh chị, lọt lòng á. Này là chậu dĩa nó không, nên không có cao hôn nha con anh chị. Bông thì bông này nè. Thì chắc chừng chiều nay là con sửa nó, thời sáng ra mưa sớm con anh chị nên con chưa có vô dây con sửa cây này được. Chứ cây này đủ tay đủ tán rồi, sửa ra còn hơn mấy cây bạch mai đó nha. Này là nhị ngọc toàn. Bông này thì bông nở hồi sáng nha. Cây này thì hoành nó cũng không to hôn. Quỳnh vừa vừa thôi. Nào có cái đế của nó, cái thế đế của nó đẹp ha. Dạng dày thì nó ít nha con anh chị, nhưng mà cây thì mà dạng cũ cũ nôm nôm thì nó khá là nhiều. Chứ dạng cũ đế này thì nó ít. Cây này hoành thì nó được chừng 18 rưỡi thôi. Chứ nó không to không. Dáng này thì dáng thú nghiêng nên nó không có chiều cao nó ấy ha. Chiều cao nó hạn chế, chiều cao 57 thôi. Tán ngang 65. Đây, coi anh chị mình xem cây nhị ngọc toàn lại nha. Cây này sửa ra thì tàn rất là rộng, rất là đẹp luôn. Cây này giá là 1,5 triệu bao ship của anh chị mình luôn ha. Dạ, cây kế tiếp mà số mã 93 nha của anh chị. Mã 93 cho anh chị mình xem ha. Cây này là một cây dảo cam cánh tròn lọc đỏ Bình Định nha của anh chị. Hàng thì của anh chị mình thấy đây, rất đẹp luôn, tàn toàn du hết trơn. Nhưng mà mấy cây này thì chưa có chơi Tết được nha. Để ít bông thì được, chứ đúng ra là chuẩn để chơi Tết của anh chị mình nhiều bông. Bông chùm á thì nó chưa nha. Tại vì bông này thì ghép nó hơi non mấy tháng thôi. Cây này hoành này cây được để tới đây ha. Tới đây thì hoành cũng khoảng chừng 10-11 gì nè của anh chị. Để đo lại của anh chị mình xem chính xác chiều cao. Cái này thì khoảng 3 tấc rưỡi, gần 4 tấc ha. 3 tấc rưỡi đi, cho nó chắc cú. Đây, chiều hoành. Hoành 10 thôi nha của anh chị. Cây này thì chắc là 200k bao ship của anh chị mình luôn. Một cái dảo cam cánh tròn đỏ, đỏ mã số 93. Và cây kế tiếp là mã số 94. Số 94 này là con cũng lên một cây dảo cam cánh tròn đỏ Bình Định luôn. Nói chung là lô này là con ghép một đợt hết trơn á. Thì con anh chị mình chơi Tết thì chưa được đâu ha. Lá đọt đỏ của anh chị mình xem ha. Cái màu bông á thì con có sẽ rim lên cho anh chị mình xem. Cây này thì ghép 3 bo thôi. Tàn nhánh cũng đều. Cây này thì hoành nó to hơn tí xíu. Cây này hoành tới 12, yếu 12 chút ha. Đây nè, chưa được 12 thì nói chính xác cho anh chị mình để mình ấy ha. Chiều cao là khoảng tầm 3 tấc thôi chứ nó không cao không. Cây này giá cũng 200 bao ship của anh chị mình luôn. Và kế tiếp nữa mà số 95. 95 này thì con cũng lên của anh chị mình một cây dảo cam cánh tròn đọt ở Bình Định luôn. Lên liên tục 3 cây cho anh chị mình luôn ha. Xem tham khảo ha. Cây thì ghép 3 bo tàn nhánh đều. Cây này dáng nó nằm nghiêng. Hồi nãy là 2 cây dáng trực ha. Còn này thì dáng nó nằm nghiêng nha của anh chị. Hoành cây này thì nó cũng vừa vừa thôi. Hoành 10 thôi nha của anh chị. Đấy, cây này giá cũng 200 bao ship là đồng giá của anh chị mình luôn. Muốn chọn cây nào chọn ha. Thì cứ chụp gửi hình lại con đúng mã số. Con gửi đúng cây cho anh chị mình thôi ha. Cũng dảo cam cánh tròn đọt bờ đỏ Bình Định mã số 95, giá là 200 ha. Dạ, cây kế tiếp mã số 96, cây nhị ngọc toàn. Chiều cao này thì cây này tính chất ngọn luôn là 4 tấc, tán ngang thì cũng khoảng 4 tấc nha anh chị. Củ đế nó cũng được nha, tại cây của con thì nó cũng khá là bự nha các anh chị. Thì lên thông số rồi anh chị mình xem luôn.
Vậy thì thường là con sẽ đo trực tiếp ở trên video cho anh chị mình xem ha, chứ không có đo sẵn rồi lên của anh chị mình thì có thể mình thấy không rõ ha. Đây, chiều hoành cái này được 13. Hoành 13 cao 4 tấc, tán ngang 4 tấc, tàn nhánh xum xê bùm xùm đều. Cái này giá là 400k bao ship của anh chị mình luôn, một cây mai nhị ngọc toàn ha. Và cây kế thế mà số 97, 97 này cũng nhị ngọc toàn cho anh chị mình luôn đây. Đó, tàn nhánh thì nó cũng đem cái bộ đế, thì cây này thì nó được khá hơn, nhưng mà chiều hoành thì nó cũng không có bự hơn nha anh chị. Cây kia thì đế nó nằm cao, còn cây này đế bùm xùm nó xòe tròn ha. Đây, cũng lên thông số của anh chị mình xem chiều hoành luôn. Hoành cũng 13 luôn, cũng đồng giá 400k bao ship của anh chị mình luôn, mà số 97 ha. Và cây kế tiếp là mã số 98, còn lên của anh chị mình một cây mai nhị ngọc toàn mà dạng mà đế thì đế bệ nha của anh chị, đế bệ xòe nha, cho của anh chị mình dâm đất, mấy cây này rất là đẹp luôn nha của anh chị. Dâm thì sau này mấy rễ nó bệ nó xòe đều á, thì cây nó sẽ có giá trị hơn, nó cứng hơn nha. Còn mấy cây mà đế cũ cũ thì của anh chị mình chịu khó mình phải đắp bầu và đế cho nó nổi lên. Cây này thì cũng tương đối đẹp, tàn nhánh thì nó đều nha các anh chị, bùm xùm hết trơn rồi. Chậu này là chậu lọt lòng 3 tấc ha, chậu lọt lòng 3 tấc, cái này là hàng nhị ngọc toàn nha, nhị ngọc toàn. Đấy, đo hoành của anh chị xem cây là khá là bự luôn. Chậu 3 nha, tại vì cái bể nó xòe á, nên mà của anh chị mình không có vô ép chậu được. Cái này thì hoành nó khoảng gần 17 thôi, chiều cao thì khoảng 4 tấc rưỡi, tán ngang thì khoảng 4 tấc thôi chứ không có dày hùng hết các anh chị. Cây này thì báo giá của anh chị mình luôn ha, cây này giá là 550 bao ship của anh chị mình luôn. Hàng đế bệ cũng tương đối khá là đẹp cho anh chị mình luôn, chơi nhị ngọc toàn nha. Đây mà số 98. Chờ cây kế tiếp là con lên của anh chị mình mà mã số 99 ha. 99 là một cây sơ bông mình lợi mà dáng thế bay rất là đẹp luôn nha của anh chị. Chậu dĩa, cái này là chậu tới 5 tấc nha, cái chậu 5 á. Từ bên đây qua bên đây là 5 tấc nè, có cái bệ đế là giống như hình thú, nó chạy dài từ dưới đây lên tới đây luôn, cái dáng bay nó ra ngoài đây luôn. Thế này thế nó khá là đẹp nha cô anh chị, cho cô anh chị mình thích dạng là chơi bonsai vậy ha. Cho anh chị mình thấy cây thì đã vô cái chậu thì nó cũng tương đối rồi. chiều cao cây này thì nó chừng khoảng gần 5 tấc thôi nha, 5 tấc thôi. Cái bay dài bên đây ra là khoảng 6 tấc mấy hơn nha cô anh chị. Cây thế khá đẹp luôn. Thường mấy cây này thì nó rất là hiếm nha, chứ nó không có nhiều đâu nha anh chị. Cây này giá là thành phẩm rồi cho anh chị mình luôn ha. Cây này thì giá của anh chị mình báo là 1.9 triệu bao ship của anh chị mình luôn ha. Cây này mà số 99 nha anh chị, sơ bông mình lại. Cây hàng đế quái rất là đẹp ha. Và cây mã số cuối cùng, cây này con lên của anh chị mình một cái cúc hương Bến Tre ha, còn gọi là cúc hương chùm á cô anh chị. Cây này chiều cao là khoảng gần mét nha, lúc đầu là nó hơn 1 mét, đừng tại con uống rắn lông, con lắc con nhận nó xuống không chị, thì nó bị sẽ bị giảm cái chiều cao xuống, thì nó khoảng còn chừng khoảng gần mét thôi, 98 mấy thôi. Tán ngang là 8 tấc, cây đã ra thành phẩm cho anh chị mình luôn. Cây cũ đế đẹp nha, cây này hoành nó tới khoảng gần 20 được nha anh chị. Đây, đo lên thông số của anh chị mình xem luôn, trực tiếp luôn để con anh chị mình hình dung ra cây. Đó, nó chỉ yếu 20 chút xíu thôi ha. Cây củ đế đẹp nha anh chị, củ đế đẹp, tàn nhánh thì nó đều. Thì xíu nữa con sẽ quay trực tiếp cái mặt bông cho anh chị mình xem luôn. Chậu này chậu 4 tấc nè, đế thì đế nó cũng xinh nữa. Cây này thì giá là 1.6 triệu bao ship của anh chị mình nha. Cây ra thành phẩm, đế bự, chiều cao, tàn thông, đồ xuông dưới rất là đẹp, sửa ra thành phẩm cây của anh chị mình ha. Cây mà số 100, cây này 1.6 triệu bao ship ha. Và đây sẵn có cái mặt bông cúc kem với cúc hương chùm là quay của anh chị mình xem luôn nè. Đây là cái hàng cúc kem đấy ha, bông chùm hồi nãy quay của anh chị mình xem một cây đó, thì cây này cũng tương đối đang trổ bông thì cũng bằng giá cây nãy con lên của anh chị mình thôi, cũng 1.2 triệu thôi ha. Còn đây là cái mặt bông cúc hương chùm, đây là của anh chị mình thấy ha, mặt bông cúc hương chùm đây ha, cho anh chị mình thấy bông rất là to nè, hay còn gọi là cúc nhị dài hay là cúc hương Bến Tre thì nó cũng vậy nha của anh chị, bông nó đi rất là dữ luôn cho anh chị mình thấy đó ha. Rồi thì hôm nay thì giới thiệu của anh chị mình những cái mã số rồi đó, có anh chị mình xem được mã thằng nào thì có thể là liên hệ đặt hàng qua số máy là 0963 210 936, gọi nhắn tin đều được. Nhưng mà có anh chị mình có lướt ngang kênh thì cho con một lượt like, lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Còn có những đóng góp ý kiến khác mình có thể comment phía bên dưới ha, hoặc nhắn tin qua Zalo trực tiếp cho con đều được, và nhấn vào chuông thông báo để nhận được cái thông báo video mới nhất. Cuối cùng chúc anh chị mình nhiều sức khỏe, là quý anh chị trong video sau nha, xin chào ạ.